Xin chào các bạn, mình là ông Chuyên. Hôm nay nhận sửa một chiếc bếp hồng ngoại của Bluestone này. Model CCB6735 2000W 220V. Con này thì mình nhắc nó có âm thanh này nhá. Đoán được nó hỏng gì rồi. Cái này hiện tượng là chạy một lúc nó ngắt. Thế anh đưa cho mình, anh bảo thế. Đoán chắc hỏng quạt rồi, nghe sọc sọc mà chỉ có dụng quạt thôi. Nó vẫn chạy được, chạy một lúc ngắt rồi. Mổ bụng thôi. Con này đã được đi sửa một thợ khác năm ngoái á. Bếp thiết kế được phết đấy, mặt kính viền nhôm. Ây da, có dây cái mát ở đây à. Mặt kính viền nhôm nhá, đẹp đấy. Thiết kế kiểu iPhone mà. Vừa mở ra đã đoán được bệnh rồi này. Quạt chết rồi, đoán thế. Nấu nó một tí nó nóng, nó tự ngắt. Quạt tự chế các bạn ạ, 12V. 12V chế vào cái quạt này. Cái bếp này thường dùng 18V nhá. Dán nó vào đây bằng keo này. Chạy lâu ngày nóng nó đứt ra. Đứt ra thì nó sẽ rơi xuống dưới, nó kẹt, nó chết. Hoặc có thể là 12V nó chạy 18V nó cũng chết. Chả cần nóng, đứt này, keo dán quạt này. Và độ chế nên là anh thợ kia, anh này nghe đệm cái miếng này vào khung này này. Quạt zin thì không thay, không mua đâu. Chơi quạt chế tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền này. Nồi ra kiểm tra xem sao. PC Viper 12A sửa nguồn rồi này. Bếp này được sửa nguồn nên mình phải đo xem có đủ 18V không. Dương này. Dương âm rồi, tạm dừng video đi các bạn. Tiếp tục video sửa chữa này. Đây là cái cầu truyền nhiệt ở dưới đây, mình đo thông mạch tốt nhé. Một cầu truyền nhiệt dưới mâm nhiệt tốt, nó để dưới đáy sứ này là chắc khó chết mà không biết là nhiệt độ bao nhiêu. Tiếp theo là mình chuẩn bị một cái quạt tốt, vừa đúng cái cỡ nắp vào. Cái này mua trên Shopee tầm hơn 20 rồi. Cái quạt này chết, mình cũng chưa biết nó chết hay không, nhưng mà nó dán bằng keo này thì vứt đi nhá. Và chú ý thêm là cái thứ tự dây này, âm dương nó ngược nhau này. Đảo dây của cái quạt mới cho phù hợp với mạch. À, mình cũng nói thêm là không nên căn cứ theo màu dây nhá, mà phải căn cứ theo cái đường mạch điện áp ở trên cái mạch này. Chứ căn cứ theo màu dây này là nhiều cái bếp nó lừa là đấu vào là chết hoặc không hiểu tại sao nó hỏng nhé. Mà nãy mình đã nhìn thêm mà cái mạch này là dương 18 ở bên phải. Mình đã hàn dây dương 18V và dây mát nhé, đo bằng đồng hồ luôn. Làm thế cho chắc. Không tự nhiên đứt một cái quạt. Để điện áp xoay chiếu này. Đúng rồi nhá, xác định đúng thứ tự âm dương rồi. Mình có kiểm tra thì cái phím cảm ứng nó han hết rồi nhá, sẽ phải kiếm cái thay đo cho nó thôi. Oxy hóa hết mạch rồi. Tôi cứ test đã.
Cuối cùng cũng nấu được. Nói gì? Nấu được nhá, nó chỉ han phím cảm ứng không nhạy, mình sẽ khắc phục vệ sinh và thay phím cảm ứng để chạy xem nó ăn được thời gian lâu không. Chạy được 5 phút ổn là ok bạn ạ. Mình thử hơn 5 phút ok chứ. Video thì kết thúc. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.